mảnh cài đặt hơi cẩm cảnh của cô gái. Và mảnh khá tốt với hai bi rơi xuống nông. Và biểu diễn rất sành điệu với bi số 4. Xem cô ấy sẽ làm gì với bi mục tiêu số 5 nào. Quá kinh khủng. Các xử lý không quá khó khăn với bi mục tiêu số 1. Đổ bi rất chính xác với bi số 3. Và biểu diễn bi một lòng mè luôn. Bi số 7. Một cú chặt rất ngọt. Đấy, bi mục tiêu số 8 nào. Ô mày chuối. Một pha lục long thước ngầu bá cháy bỏ chén.